cũng mới đây tòa án nhân dân quận sơn trà mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường nại hiên đông theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 4 tháng 11 năm 2021, tại phòng 203 nhà nghỉ Thùy Lan, số 92 đường Lê Phụ Trân, thành phố Đà Nẵng, công an quận Sơn Trà đã bắt quả tang hai đối tượng, Trương Văn Thành sinh năm 1992 trú phường Thọ Quang và Nguyễn Đức Huy sinh năm 1994 trú phường Phước Mỹ quận Sơn Trà đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ thêm 0,129 gam ma túy, loại methamphetamine chưa sử dụng hết. Tại à phiên tòa xét xử lưu động, các bị can đã thành khẩn khai báo và căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ. Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà đã áp dụng khoảng 1 điều 225 và điểm S khoảng 1 điều 51 bộ luật hình sự, tuyên phạt Trương Văn Thành và Nguyễn Đức Huy, mỗi bị cáo 3 năm tù giam.